Ngày xưa có một chàng trai rất đỗi thật thà, nên người ta gọi anh là chàng ngốc. Ngốc yêu đời, lại hăng say lao động, nhưng vì quá nghèo, không có nhà cửa, nên ngốc phải đi ở thuê, làm mướn cho một tên trọc phú suốt 10 năm trời. Lúa bắt trên vai thật là nhẹ, bà cứ đi như không thôi. Bé này lại to rồi. Ông chủ ơi. Hả? Dục đến 10 phút. Hôm nay là ngày cuối thời hạn làm công 10 năm chưa ông? Giờ tôi xin lấy đủ tiền công là 2 miếng vàng. Ôi chết, mới đó mà đã 10 năm rồi. Nó mà đi thì mình tìm đủ cái người tốt để chăm kỹ nó đây. Phải nghĩ cách thôi, nghĩ cách thôi. Giận sao? Sao chị giận nhau vậy ông chủ? Trả tiền công cho tôi đi. 10 năm thì chia là 2 miếng vàng.